Xin chào tất cả các bác. Hôm nay Tùng Nguyên đang tối rồi, công việc đã gác lại và có đơn gửi ở buổi tối lên trực đường cao tốc. Các bác cứ yên tâm nhá, đến với cửa hàng Tùng Euro cứ lổ tiền là Tùng Nguyên chuyển hàng, gửi xe. Hôm nay Tùng Nguyên gửi một đôi loa full 30, một đôi loa full 30 vào trong Bình Dương cơ. Các bác có nhu cầu cứ liên hệ cho Tùng Nguyên Audio. Nhà cửa hàng nhà Tùng Nguyên ở đoạn cửa ngõ thủ đô là Thường Tín. Bất kể Bắc Nam Định, Bắc Trung Nam đều qua cửa hàng nhà Tùng Nguyên hết. Gửi xe Bắc Nam đều gửi hết. Nếu mà gửi xe Bắc Nam mà gửi các cái tuyến mà không quen thì các bác lên gửi bưu điện, vì gửi vào Bình Dương với các thứ là cước nó còn đắt hơn cả bưu điện cơ. Trừ khi mà các bác thợ mà lấy nhiều thì em gửi xe tải thì nó mới rẻ. Còn đâu gửi mà 1-2 kiện này mà gửi gà xe thì nó cước đắt lắm. Gửi bưu điện cho nó nhàn, nhàn cả em và nhàn cả các bác. Cái đoạn ở trên chỗ đoạn sáng sáng kia các bác nhá. Các bác từ Nam Định, Thái Bình, Nghệ An ra đây cứ bảo nhà xe nó cho xuống trạm thu phí cây số 7, cây số 7 Ngọc Hồi là được. Đấy, nhà Tùng Nguyễn thì được cái phương tiện nó cũng tiện để thứ nhất là nhập hàng và thứ hai là để giao hàng cho tất cả các bác. Thỉnh thoảng hôm nay rảnh rỗi thì đăng cái clip lên thì các bác yên tâm. Hàng nhà Tùng Nguyễn cứ lổ tiền là Tùng Nguyễn đi gửi xe. Một là lên bến Giáp Bát, hai là lên nước ngầm, ba là lên Mỹ Đình. Tất cả Việt Nam mình đều ở trong ba cái tuyến ý, nên là rất là tiện nhà xe. Còn đâu các bác mà muốn nó cho xuống thì km số 8 kìa. Km 198 đó, km số 8. Đoạn đang ngồi đây là km số 8. Nếu mà nói nhà xe là km số 8 là người ta sẽ hiểu. Còn nên cái trạm thu phí kia thì nó là km số 7. Đấy, nó tính từ nước ngầm xuống đây nó là 7 cây. Từ bắt đầu là 7 cây. Và hôm nay bên cửa hàng xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác tin tưởng, đặt niềm tin ở cửa hàng và em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác.